chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tập trung huấn luyện các lực lượng, bổ sung phương án sử dụng các vũ khí, trang bị, phương tiện, khí tài quân sự hiện đại nhằm khẳng định sức mạnh của quân đội. Ngày 26 tháng 6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị có các ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng hai đề án của các cơ quan, đơn vị chức năng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hiệp đồng hoàn chỉnh các đề án, kế hoạch, tập trung huấn luyện các lực lượng, bổ sung phương án sử dụng các vũ khí, trang bị, phương tiện, khí tài quân sự hiện đại, nhằm khẳng định sức mạnh của quân đội, củng cố niềm tin của nhân dân. Nhấn mạnh ý nghĩa của các sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân phải toàn diện sâu rộng, sát với chức năng, nhiệm vụ của quân đội, bảo đảm trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, đúng với tầm vóc của sự kiện. Các cơ quan, đơn vị chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quá trình tổ chức các sự kiện quan trọng này. Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mới đây, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trường sĩ quan chính trị tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí, Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Trưởng tiểu ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường sĩ quan chính trị. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, chính trị tinh thần là nhân tố giữ vai trò quyết định trong nâng cao nhận thức, xây dựng, củng cố niềm tin, tình cảm và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội, là động lực to lớn giúp bộ đội vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học, đề xuất giải pháp phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội, đóng góp vào việc xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đề dẫn hội thảo khẳng định, xây dựng, phát triển, phát huy nhân tố chính trị tinh thần là vấn đề có tính quy luật, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Thực tiễn gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định nhân tố chính trị tinh thần là cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta, bảo đảm cho quân đội ta luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, phương hướng, mục tiêu xây dựng quân đội theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận, thực tiễn phát triển, phát huy nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội. Các đại biểu đã thảo luận, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự phát triển nhận thức, tư duy của Đảng về xây dựng nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ trong sự nghiệp xây dựng quân đội, làm sáng tỏ nội hàm quan niệm, yếu tố cấu thành, nội dung biểu hiện,
Mối quan hệ giữa nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội với các yếu tố khác trong chỉnh thể thống nhất, biện chứng của các yếu tố cấu thành sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Đồng thời, qua hội thảo đã tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng, phát triển nhân tố chính trị, tinh thần của đội ngũ cán bộ ở từng loại hình cơ quan, đơn vị, đánh giá, dự báo đặc điểm tình hình, làm rõ thời cơ, thách thức, những vấn đề tác động trực tiếp đến phát triển nhân tố chính trị của đội ngũ cán bộ quân đội. Các tham luận cũng làm rõ hơn mối quan hệ giữa đào tạo cán bộ và phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội, vấn đề đổi mới nội dung, chương trình, quy trình, phương thức đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu mới về mục tiêu, chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giữa nhà trường với đơn vị nhằm phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội. Kết luận hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định, phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ quân đội là quá trình thường xuyên, lâu dài, thông qua thực hiện tổng hợp các phương thức phù hợp, hiệu quả như công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, thử thách trong hoạt động thực tiễn và đẩy mạnh tự học tập, tự rèn luyện, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng trong và ngoài quân đội. Trung tướng Nguyễn Văn Đức mong muốn mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác, phục vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, bổ nhiệm, phong thăng quân hàm. Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị ban soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam, viết tắt là luật sĩ quan. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban soạn thảo, chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí thành viên ban soạn thảo trong thời gian ngắn đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các tài liệu và văn bản phục vụ xây dựng dự án luật sĩ quan. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo về quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung luật sĩ quan cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam để xây dựng dự thảo luật trên cơ sở kế thừa những nội dung còn hợp lý, phù hợp, chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung đang vướng mắc, bất cập. Việc sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm giữ được chất lượng, vị thế, uy tín của sĩ quan quân đội, cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế công tác cán bộ trong quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cơ quan thường trực ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ, triệt để các ý kiến phát biểu tại hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản của các đồng chí thành viên ban soạn thảo, nghiên cứu, chỉnh lý, điều chỉnh chương trình, kế hoạch soạn thảo luật bảo đảm việc xây dựng dự án luật sĩ quan chất lượng, hoàn thành từng nội dung công việc theo kế hoạch. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết để trưởng ban soạn thảo xem xét, quyết định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.